chúng. Anh hãy ở lại đây, em muốn nói. Cô muốn nói gì với tôi? Thời gian của tôi bây giờ vô cùng quý giá. Xin anh tha thứ lỗi lầm cho em nói lại mối duyên ngày trước. Cô nói cái gì? Cô nói thật khó nghe. Chỉ có người mặt trai mài đá, không biết hổ thẹn là gì nên mới thốt được những lời nói đó. Anh Dũng à, chỉ vì em quá yêu anh nên em mới chịu quỳ lụy hạ mình. Cảm ơn cô. Cách nay cũng một năm rồi cô cũng hạ mình xin được tự hôn, rồi bây giờ hạ mình xin được kết hôn. Vì em trót gửi trọn tâm hồn, chuyện qua rồi đâu phải do em. Phải đó con à, chuyện qua rồi con để bụng làm gì nữa. Rất tiếc là đôi mắt của con không còn mù nữa thưa mẹ. Anh Dũng, Dũng ơi, suốt mấy năm qua em cũng âm thầm đau khổ. Thốt tiếng tự hôn mà nghe lệ đổ tuôn dòng. Xin anh nghĩ lại mà thương chút phần má hồng. Một lần lầm lỗi em sẽ nguyện trọn đời yêu mãi anh thôi. Sóng gió bão bụng nên bèo và qua trôi, nay dòng sông vặn lặng xin cho thuyền về bến cũ. Bỏ nỗi nhớ mong bao ngày u rũ, lòng bóng trăng khuya ấp ủ đợi chờ. Tình yêu ngày nào xem như nước trôi qua cầu. Em vẫn yêu anh tha thiết, từ đây không hề nhạt màu tim lòng rạc rào. Đừng nên đợi chờ đôi tim cách ngăn đôi bờ. Dẫu có xa xăm em vẫn chờ anh, chờ anh muôn đời xin đừng hững hờ. Lời giả dối điều hoa tốt ra chi nữa, mật ngọt bờ môi phai nhạt từ lâu rồi. Ánh trăng thề còn kia, xin ai đó đừng để thuyền rời xa bến cũ. Dường lòng em vẫn còn ấp ủ, sao qua tình không kết nụ đơm bông. Đó, con có nghe không? Lời của Mỹ Quê mẹ còn động lòng. Chẳng lẽ con... Vì mẹ đâu có nghe được lời của cô ta cách đây mấy năm gì trước. Anh Dũng, một thời chúng mình yêu nhau tha thiết, không còn sót lại trong lòng anh một chút gì sao chứ? Còn chứ, còn sót lại nhiều lắm chứ Mỹ Quê. Anh Dũng, đó là những gì xấu xa đê tiện nhất. Chào cô. Dũng, con đứng lại đó, nghe mẹ nói đã. Thưa mẹ, con đang nóng lòng gặp mặt Châu Đoan. Anh Dũng, trời ơi, nhục nhã, thật là nhục nhã. Mỹ Quê, Mỹ Quê. Dũng, Mỹ Quê nó đã hạ mình như vậy thì con còn muốn cái gì nữa chứ? Giữa Châu Đoan và Mỹ Quê, bên nào xứng đáng chứ? Mẹ phải thấy và hiểu biết hơn con nhiều chứ. Phải, vì thấy và biết cho nên mẹ mới không chấp nhận Châu Đoan. Tại sao? Tại vì danh giá nhà ta không thể có một cô dâu hèn hạ. Mẹ! Dũng, mẹ không nhượng bước của con nữa. Con phải theo mẹ đến xin lỗi hỏi cưới Mỹ Quê. Không, mẹ ơi, con phải về gặp Châu Đoan mới được. Châu Đoan có còn ở đây đâu nữa mà gặp chứ. Mẹ, mẹ đã làm gì cô ấy? Mẹ đã đuổi cổ nó đi rồi. Hả? Từ bao giờ hả mẹ? Từ lúc băng mắt của con vừa được mở. Mẹ, mẹ, mẹ giết con rồi, mẹ giết con rồi. Dũng, Dũng, con.
Châu Đoan. Vô duyên, ai là Châu Đoan? À, xin lỗi, tôi xin lỗi. Châu Đoan à? Châu Đoan. Anh có khùng không? À, tôi xin lỗi nha. Châu Đoan ơi, em đâu rồi? Anh tìm em nè. Châu Đoan. Ôi, cái thằng cha này điên rồi bà con ơi. Khùng thôi. Cha này chắc là trong nhà miền quà mới ra. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Châu Đoan ơi, anh tìm em đây nè. Châu Đoan ơi, em ở đâu rồi? Châu Đoan ơi. Tôi xin lỗi. Châu Đoan. Bàn tay này. Đúng rồi. Đúng là em rồi. Em là Châu Đoan. Em là Châu Đoan đây mà. Không, ông lầm rồi. Tôi cũng như bao nhiêu cô gái khác đang chờ chuyến xe cuối cùng đi về quê. Không, Châu Đoan. Châu Đoan ơi, anh không thể nào lập được với đôi bàn tay này anh thường vuốt ve áp. Châu Đoan ơi, anh có tội lỗi gì đâu sao em lại vội bỏ ra đi. Không một lời vào nơi bể hằn sông tình. Bao đau thương con gánh lấy một mình. Dũng ơi, con hãy hiểu cho mẹ, chỉ vì thương con mà mẹ muốn dứt dành hạnh phúc cho con thôi. Con ngờ đâu mẹ giang tay chặt đứt chữ đồng, xuống tay bè đôi chữ xưng. Rồi hôm nay vô cùng ân hận, khi nhìn hai con gian dở duyên hài. Những việc làm vừa qua, tất cả chỉ vì sự nghiệp tương lai của con trẻ. Phấn rẻ
Mẹ hiểu được lòng con là con đã vô cùng sung sướng lắm rồi. Châu Đoan, con tha lỗi cho mẹ nghe Châu Đoan. Dạ thưa bà, cháu nào dám. Vậy con gọi mẹ xưng con coi, cho mẹ vui lòng. Gọi đi con. Châu Đoan, mẹ thương tình rồi đó. Gọi đi em, gọi đi. Dạ, con cảm đội ơn mẹ. Ôi, nghe được tiếng đó như trút được hết gánh nặng ở trong lòng của mẹ vậy. Mẹ, mẹ. Dũng à. Dạ. Con còn chờ đợi cái gì nữa? Hãy mau đưa Châu Đoan lên xe về nhà, để mẹ còn phải lo in thiệp cưới mời gia đình hai họ nữa chứ. Dạ, con cảm ơn mẹ. Xuân này anh sẽ cưới em, bỏ thời gian cách xa đời chờ. Đường sang nhà vàng tiếng pháo vui, theo kiệu hoa có đôi phù rể. Còn trong đời bạn bè dăm tên, và ngoài xa đã xa biệt rồi đâu còn. Mùa xuân này anh sẽ cưới em, lũ bạn xa chắc không được mời. Đường chim trời đầy đó bốn phương, đứa đầu non đứa bên ruộng xuôi. Nhờ mây trời rồi mình đưa tin, rằng mùa xuân đã nên vợ chồng đôi mình. Làm sao mà mẹ không lo được hả con? Từ lúc ba của nó mất, mẹ còn rất trẻ, nhưng mẹ vẫn sống một mình để nuôi con. Không dám bước thêm bước nữa. Từ ấy đến nay biết bao cơn mưa dầu nắng lửa, nhưng mẹ vẫn một lòng vui sống với con. Sự nghiệp ngày nay biết lấy ai chăm sóc trong ngoài, mấy năm nay chỉ có một tay của nó cai quản. Rồi tai nạn như vậy, mẹ
làm sao? Mẹ, con cũng đớn đau khi thuyền duyên sắp ghé bên cập bờ, lại xảy ra tai nạn bất ngờ. Một phút giây mà dòng đời xoay ngược. Mẹ biết phải ăn nói thế nào với ba má của con đây, trong khi ngày cưới của con dây thằng Dung đã kề cận. Mẹ cảm ơn con, nhưng mà trong lúc này có con ở bên cạnh để chăm sóc an ủi nó, chắc là nó sẽ mau chóng bình phục. Mẹ, mẹ an lòng đi, đừng lo nghĩ gì nữa. Bác sĩ ra kìa mẹ. Bác sĩ ơi, con của tôi ra sao rồi thưa bác sĩ? Bây giờ bà và cô có thể vào thăm được rồi đó, nhưng cố tránh cho bệnh nhân xúc động và những cú sốc nhé. Dạ, tôi cảm ơn bác sĩ. Đi mẹ. Dũng, con. Mẹ, mẹ quên lời bác sĩ dặn rồi sao mẹ? Mẹ quên. Dũng à, mẹ vào thăm con nè Dũng. Em vào thăm anh nè anh Dũng. Dũng, đôi mắt của cô sao vậy? Dũng, anh Dũng, anh Dũng. Kìa, tôi đã dặn rồi mà bà già cổ không nhớ hay sao? Có gì phải khổ đau? Mắt cổ Dũng sẽ bình phục trong một đôi ngày, tôi khẳng định với bà già cổ như thế. Tôi chỉ có một đứa con duy nhất mà thôi, xin bác sĩ thương hoàn cảnh mẹ con tôi. Cha nó mất từ thuở còn nằm nôi. Đây là lương tâm và trách nhiệm của tôi. Bà và cô hãy an lòng, đôi mắt cậu Dũng sẽ trở lại như xưa. Tôi cảm ơn bác sĩ. Bây giờ mời bà và cô ra ngoài để cho tôi khám lại. Dạ. Dũng à, con ráng nghe lời bác sĩ nghe con. Anh Dũng. Dạ, thưa bác sĩ, khoảng bao lâu nữa anh Dũng xuất viện được hả bác sĩ? Thời gian ngắn thôi, có thể về nhà tĩnh dưỡng tốt hơn, không cần phải nằm ở đây lâu nữa. Thôi, mời cô. Dạ. Em ra ngoài nghe anh Dũng. Dạ, chào bác sĩ. À, chào cô. Bà về rồi hả cô? Dạ không, mẹ tôi qua bên đường mua ít đồ cần dùng, sẽ trở lại ngay. Cô là em của Trường Dũng à? Dạ không, tôi là... Dạ, là vợ sắp cưới của anh Dũng. Vậy à, tôi mời cô bước sang đây để tôi cho cô biết riêng về bệnh tình của Trường Dũng. Xin lỗi cô, trước khi tôi hỏi câu này nhé. Dạ, bác sĩ cứ tự nhiên. Giữa cô và Trường Dũng tìm hiểu rồi yêu nhau, hay cha mẹ buộc ràng? Dạ, điều này có liên hệ chi mà bác sĩ gạn hỏi chi ly? Tôi muốn rõ nguyên nhân tình yêu của hai người cùng chắc chiêu những nụ cười tươi thắm được bao lâu. Hơn một năm qua hai chúng tôi không một phút xa rời, nguyện chung
vậy là tôi an tâm cho cô biết rõ bệnh tình của Trường Dũng hiện giờ. Dạ, đã ra sao rồi bác sĩ? Sức khỏe thì rất tốt, nhưng đôi mắt thì phải có thời gian. Thưa bác sĩ, khoảng bao lâu à mới bình phục lại như xưa? Trước khi tôi nói rõ bệnh tình của Trường Dũng, tôi mong cô phải đủ đầy nghị lực, lắng nghe và chịu đựng. Dạ, bác sĩ nói đi, tôi có đủ đầy nghị lực mà. Nói đi bác sĩ. Nếu cô và Trường Dũng từ lâu đã yêu nhau tha thiết, thì đừng vì căn bệnh nan y của Trường Dũng mà làm cho anh ta rơi rung giấc mơ đâu. Đừng để cho bởi yếu gãy đổ nhịp cầu, đừng biến đau thương trở thành thù hận, đừng bán ân tình, đừng đùa cợt thủy chung. Trong những ngày qua Trường Dũng đau đớn vô cùng, vì sợ tình yêu kia sẽ tan dần theo mây khói. Nhắc tên cô mà lòng nghe đau nhói, bờ mi cong dương động nét u buồn. Đường vào tình yêu dù cho muôn lối vẫn sống trong tôi, nhưng ngày sánh vai qua đôi dấu trăm đau ngàn bể khô sắc son vẹn dịch. Lời ba sinh vẫn còn trong cô xác định hòa mình thêm thâm tình sâu đậm cùng nhau. Quý giá biết bao những lời vàng ngọc, tôi xin chân thành chia sẻ chút đau buồn. Đôi mắt của Trường Dũng chưa hẳn là tuyệt vọng, nhưng sao hả? Thưa bác sĩ, bác sĩ hãy nói đi. Phải đợi chờ mà ngày giờ vô hạn định, tôi không thể nào báo trước được thời gian. Hả? Bác sĩ nói sao? Đôi mắt của anh Dũng hiện nay không có đầy đủ dụng cụ y khoa chữa lành đôi mắt cho Trường Dũng được, mà phải đợi chờ cô ạ. Chờ đợi đến bao giờ hả bác sĩ? Cho đến khi nào có được dụng cụ khoa học hiện đại. Trời ơi! Cô à, cho nên trong thời gian này Dũng rất cần được sự nuông chiều và có lẽ là tình yêu thương, yêu thương chân thật của cô, để kéo dài sự hy vọng mà chờ đợi. Chờ đợi à? Sao? Cô nản lòng à? Không, không đâu bác sĩ. Dầu chờ đợi đến bao lâu, tôi vẫn chờ. Xin bác sĩ hãy an tâm, khi nào còn hơi thở chúng tôi cũng nguyện yêu nhau. Trường Dũng ơi, em quá đớn đau, còn đâu dần trăng mộng của hôm nào. Anh thầm khen dần trăng lung linh soi bóng nước, đôi tay thái thương lược chải tóc em buông phủ xóa. Tôi xin chia buồn một nửa của đôi lứa yêu nhau. Trước tâm tình trong trăng thanh cao, và xót thương cho phận ma đào. Xin
sắc son sẽ dìu anh đi suốt đoạn đường đời. Vậy thì tốt lắm, tôi căn dặn câu điều này tuyệt đối không được tiết lộ cho Dũng biết, nhớ không? Dạ nhớ. Và cô hãy tạo những điều kiện cho Dũng vui tươi, đừng để buồn phiền không tốt. Vâng. Vậy là khoảng một tuần nữa là xuất viện được rồi. Cô chuẩn bị những gì cần thiết cho người mù đi nhé. Chào cô. Chị Sen à. Dạ. Chị đem bó hoa này cắm vô bình của tôi mới mua hôm qua đó, rồi đem vào trưng ở trong phòng của thằng Dũng. Dạ. Hoa lít đẹp quá à. Phải chi cậu Dũng thấy được thì chắc chắn. Dạ. Thôi đi vô đi. Dạ con chào mẹ. Ủa Dũng, con thức dậy rồi đó hả? Ngồi đây đi con. Nè con ngồi đây rồi mẹ pha ca cao sữa cho con nha. Dạ thôi mẹ à, con mới uống rồi. Sao bữa nay con dậy sớm quá vậy? Hôm nay con cảm thấy khó ngủ nên gọi dì Sen làm thức ăn cho con. Con tưởng mẹ còn ngủ, không ngờ. Con không có nên dậy sớm. Bác sĩ dặn con cần phải ngủ nhiều, cho đủ sức khỏe thì mới giải phẫu được. Sức khỏe của con cảm thấy đầy đủ lắm rồi, không hiểu sao bác sĩ chưa chịu giải phẫu nữa. Con làm sao hiểu rõ hơn bác sĩ được? Mẹ à, trong linh tính của con. Nè, mắt của con sẽ sáng lại, con đừng có suy nghĩ quanh quẩn không có nên, làm mẹ thêm rối rắm. Mẹ à, mẹ hiểu sai ý của con vừa nói rồi. Linh tính đi báo trước cho con. Có việc chi thì con nói cho mẹ an lòng. Mẹ, con nghe muốn nói đến Mỹ quê vắng mặt suốt cả ngày qua. À, thì ra là linh tính của con nó như vậy. Chắc là nó bận công việc gì thôi. Chờ nó yêu con thật lòng, từng giờ từng phút đều chờ mong. Thật vậy không mẹ? Sao lại không thật? Có lẽ tại con quá yêu Mỹ quê nên vắng một ngày con cảm thấy. Tình yêu tuổi trẻ là như vậy đó. Thôi được rồi, con vào phòng nghỉ đi. Mẹ còn phải qua bên công ty giải quyết một số công việc còn tồn đọng lại. Công việc có suôn sẻ không vậy mẹ? Nhờ có chú Thường chạy trong lo ngoài, từ lúc con bị tai nạn đến giờ không có chú ấy, mẹ cũng không biết phải làm sao nữa. Chú Thường tốt lắm mẹ à. Mẹ cho con gửi lời thăm chú ấy nha. Ừ. Thôi mẹ đi nghe con. Dạ. Nhớ tới năm xưa bên nhau, bước trong chiều mưa, phiên vụ nhẹ đưa bên khu đam mê say sưa, lá thu còn rơi người xa vắng rồi. Mắt biết năm xưa nay đâu, cạnh sao còn đây, tóc mây nào bay phố vắng mênh mang mưa rơi, ước mơ nào vui tình đã phai rồi. Dũng, anh Dũng. Mỹ quê, trời ơi, anh nhớ em quá à. Suốt ngày qua em ở đâu, em làm gì, sao em không đến vậy? Anh có nghĩ... Anh nghĩ quấy cho em phải không? Cho anh xin lỗi nghe Mỹ quê, anh yêu em nhiều quá Mỹ quê ơi. Anh Dũng, em biết, vì thế nên em mới khổ.
sao lại khổ, trong khi anh và em đều yêu nhau chân thật kia mà. Dũng ơi, xin anh hãy tha thứ cho em, và anh đừng trách đừng hờn, mà bình tĩnh càng trầm trọng thêm hơn. Mỹ Quê, em nói cái gì mà sao anh không có hiểu à? Ba của em đã thay lòng đổi và buộc đôi ta vĩnh viễn chia lìa. Trời ơi, còn gì chua xót đau đớn hơn? Nhưng ba vẫn một lời, nên suốt ngày qua em không được đến thăm anh. Mỹ Quê, em nói lại cho anh nghe một lần nữa đi. Anh mong những lời nói kia không phải là sự thật, mà chỉ là giấc mộng thôi. Nhưng anh ơi, tất cả đều là sự thật. Suốt ngày qua em bị ngăn cấm không cho ra khỏi nhà, em gào thét, em van xin, nhưng tất cả không ai có một chút lòng thương hại. Rồi lý do nào hôm nay em được đến đây để thăm anh? Vì một lý do vô cùng cay nghiệt. Dũng, Dũng ơi, anh hãy nguyền rủa em đi bằng những lời khinh miệt, rồi hãy thứ tha cho kẻ phản bội dân tình. Em là người đang nhận lãnh cực hình, cầm số nữ trang trên tay mà đông đầy nước mắt, miệng không thốt thành lời hai tiếng. Trời ơi, còn gì chua xót đớn đau hơn? Sao tôi không chết đi để khỏi chứng kiến trò đời già đó? Xin anh đừng xem em như người xa lạ, nếu sau này trên đường đời mỗi người mỗi ngã. Trời ơi, dần trăng sáng, những khi ánh trăng lu mờ, mây kéo theo bay về, phủ trùm lên màu ấm u, để cho trăng thu sầu. Dũng ơi, em xin nhận tất cả những lời ca. Thời gian sớm qua mau, để anh liệm chôn mối tình đầu gian giờ. Thôi kiếp này duyên ta đã lỡ, thì cầu mong gặp gỡ kiếp đại sinh. Cảm ơn. Tôi thành thật cảm ơn những lời nói chung tình mà cô đã ban tặng cho tôi. Anh Dũng, như vậy là anh đã hiểu được lòng của em rồi phải không anh? Hiểu, hiểu chứ. Và tôi hiểu rất sâu xa đó kìa. Như vậy thì em cảm ơn anh, em cảm ơn anh nhiều lắm. Đây, số nữ trang này anh hãy nhận lại. Như vậy là cô từ hôn phải không? Phải. Từ hôn
Chỉ hai tiếng từ hôn thôi mà sao tôi nghe như ngàn cơn bão tố. Hết rồi à? Hết rồi sao? Hết thật rồi. Duyên tình không tròn dẻo nếu làm chi, sáng diễu chi thêm đơn đau tuổi. Mà ngại đâu anh, có gì mà đành suy tính tình không thương. Xin đừng lùi vương. Anh Dũng, anh hãy xem lần gặp gỡ này là lần sau cùng. Cô khỏi cần nhắc lại một lần nữa. Đi đi. Anh, tôi bảo cô đi đi. Anh Dũng, đi đi, đi đi đi. Vĩnh biệt anh. Mỹ Quê, Mỹ Quê. Sao vậy Dũng? Mẹ ơi, Mỹ Quê, Mỹ Quê đã từ hôn với con rồi. Từ hôn? Dũng, con. Chị Sen à? Dạ. Chị chuẩn bị thức ăn sẵn hết cho thằng Dũng chưa? Dạ thưa cô, chỉ chờ cơm chín nữa là xong à. Chừng nào xong hết thì chị cho tôi hay, tôi đem vào cho nó. Rồi tôi cũng phải ghé qua bên công ty nữa. Dạ. À cô à, tôi thấy cô nên tìm người lo cho cậu Dũng. Chứ công việc đa đoan lại còn gánh thêm chăm sóc cho cậu Dũng nữa, sức khỏe nào cô chịu cho nổi chứ. Thì chị cũng thấy đó, biết bao nhiêu người đến xin rồi nghỉ không qua một ngày, kể cả chị đây nó cũng chẳng có buông tha. Tôi phải chịu đựng thì làm sao hơn được. Nếu tin đi cậu hai không sớm đổi thay, tôi cũng không biết đối phó cách nào. Cái bữa hôm đó đó hả, tôi mới bước vào à, cậu hét, cậu la, tôi quản chiếc kinh ma vội vã lánh xa. Tôi xin việc vàng không dám lãng hoàng, hồn vía lên mây chút nữa bỏ thay. Chị ra ngoài đó coi khách nào đó. Cô tìm ai ạ? Dạ thưa dì, tôi thấy trong báo địa chỉ này cần người giúp việc, chẳng hay còn nhận nữa không dì? Cô chờ một chút nha. Thưa cô, có cô gái đến xin việc làm theo một đăng tin trên báo của cô hôm trước. Thôi đi, chị ra bảo với cô ấy về đi, mất công lắm. Vào đây một ngày thôi rồi cũng chạy dài à. Theo tôi cô cứ cho vào làm thử, nếu không được thì người ta nghĩ chứ có sao đâu. Thôi được, chị cho vào đây coi sao. Dạ. Dạ, sao hả dì? Mời cô vào. Đây là bà chủ. Dạ, dạ chào bà. Chào cô. Cô ngồi đi. Dạ. Cô ở đâu? Sao cô biết ở đây cần người làm? Dạ, cháu đọc tin trên báo. À, chắc cô đọc báo lâu rồi. Chứ cả tuần nay á, tôi không có đăng báo nữa. Vậy là bà đã tìm được người làm rồi hả? Phải, hàng chục người lận, nhưng tất cả đều nghỉ việc hết. Tôi thấy có tìm cũng vô hiệu, nên không có thèm đăng báo nữa. Có lẽ công việc khó khăn nặng nhọc lắm phải không thưa bà? Không, không có nặng nhọc.
nhưng rất là khó khăn, nên những người vừa qua đến rồi đi chỉ trong một ngày. Tôi có lời khuyên cô tìm nơi khác đi cho yên ổn thân hơn. Dạ thưa bà, cháu muốn biết công việc khó khăn đến mức độ nào, mà tại sao bao nhiêu người đến đây rồi cúi đầu chào thua. Tôi đã nói rồi, không có chi là nặng nhọc, chỉ đòi hỏi sự dẻo dai chịu đựng mà thôi. Cháu sẵn sàng chịu đựng mọi khó khăn, bà hãy yên lòng khỏi phải băn khoăn. Nếu cô quyết định thì tôi chấp nhận, nhưng có rủi ro chi, cô phải định liệu và hoàn toàn gánh chịu. Dạ, xin bà an lòng. Cháu muốn biết việc làm của cháu là công việc gì? Chăm sóc một người mù. Mù? Đó là con trai của tôi. Vậy là cháu phải làm công việc của y tá. Khỏi, đã có y tá riêng rồi. Công việc này chỉ cần sự dịu dàng, chịu đựng mỗi khi con tôi nó nổi giận, và khuyên bảo thế nào cho nó chịu ăn, chịu ngủ, chịu uống thuốc là đủ. Dạ, từ trước đến nay ai đảm nhận việc này vậy thưa bà? Chỉ có tôi thôi, ngoài ra thì không ai chịu được. Như vậy là anh ấy khó tánh lắm phải không bà? Cô thấy không được thì cứ việc rút lui. Dạ thưa bà, được. Vậy thì ngay bây giờ cô phải bắt tay vào việc thử cho tôi xem, rồi sau đó tôi sẽ tính lương cho cô. Dạ. Chị Sen à. Dạ. Chị dẫn cô này vào đem cơm cho thằng Dũng. Dạ, cô theo tôi. À mà cô à, cô tên gì vậy? Dạ Châu Đoan, Lê Thị Châu Đoan. Đây là thức ăn nước uống, cô theo tôi. Dũng à, Dũng, mở cửa cho mẹ đi con. Con không có gài chốt. Nè, ráng chịu khó nha cô. Cô là ai? Vào phòng tôi làm cái gì? Ai cho phép cô vào đây? Ai cho phép chứ? Hả? Dạ bà chủ mướn tôi vào đây lo cho anh. Không cần. Tôi không cần ai lo cho tôi cả. Cô ra khỏi nơi này ngay. Tôi không muốn ai nhìn thấy đôi mắt của tôi nữa. Đi. Anh à, tôi Đi. À, để tôi đi. Mẹ ơi, sao mẹ làm khổ con chứ? Không ngờ anh ta dữ tợn đến như vậy. Hèn gì bao nhiêu người vào đây sợ hãi là phải. Còn mình thì sao đây? Trong nét mặt thì hiền hậu dễ thương, mà sao tánh nết như là quỷ dữ à? À, có lẽ anh chàng này mặc cảm vì bị mù đôi mắt. Thôi thì mình ráng dịu ngọt chiều chuộng, mai ra có được chỗ làm để có ít tiền lo thuốc thang cho mẹ trong lúc thập tử nhất sinh. Anh ơi, anh dậy dùng cơm nha. Tôi bảo cô đi rồi sao còn trở lại đây chứ? À, nhưng mà tôi muốn ở đây làm việc. Tôi không muốn. À, tôi nghèo lắm, anh thương hại giùm tôi đi. Để tôi ở lại tôi lo cơm nước cho anh. Ngoài ra tôi không có dám làm điều gì phật ý anh đâu. Bây giờ anh ăn cơm nha. Không. Tôi đem đến tận tay anh rồi nè. Tôi bảo không ăn. Hảo mấy, để tôi đốt cho anh ăn nha. Tôi bảo là không mà. Trời, sao anh ác với tôi quá vậy? Tôi không phải là con người nữa. Tránh xa tôi đi. Đừng ngại đến gần tôi nữa mà làm chi. Tôi với anh có quán thù gì mà anh đối xử với tôi như vậy chứ? Tôi với cô không thù không quán, nhưng tôi không muốn ai khơi dậy.
vậy đóng cho tàn. Tôi mặc cảm với tất cả mọi người, chứ không phải riêng cô. Nhưng tôi chỉ là phần tôi đòi, có đáng gì mà anh phải lưu tâm. Tại sao cô lì lợm đến thế hả? Đã bao nhiêu lần rồi tôi bảo với cô, tôi không muốn tiếp ai dù quen hay lạ. Từ hạng giàu sang đến rách dưới lang thang, tôi đã hết lời giang xin mà sao anh vẫn không thương hại. Thương hại cho cô rồi ai thương hại cho tôi đây? Cả thế gian này không còn một ai biết thương xót thân tôi. Kể từ khi đôi mắt tôi đã bị mù đuôi thì tất cả với tôi đều là thù chứ không là bạn. Vậy cô hãy rời khỏi đây ngay nếu như không muốn quà tay. Không, tôi không có đi đâu hết á. Dầu anh có hành hạ tôi thế nào đi nữa, tôi cũng quyết lòng ở lại hả? Tại sao cô lại mặt cay mày đá như vậy? Cô không biết thẹn à? Trong khi tôi đuổi cô như đuổi tà ma ra khỏi người bệnh kia mà. Những lời nhục mạ của anh đối với tôi bây giờ nó không còn tác dụng nữa đâu. Tôi không ngờ cô lại lì lợm đến mức độ như vậy. Phải, tôi lì lợm vì tôi cần nuôi sống cho thân tôi và cả người mẹ. Cô khỏi nói dòng dài nữa. Nếu cô cần tiền bao nhiêu nói đi, tôi sẽ cho cô, rồi mau rời khỏi đây ngay tức khắc. Không, tôi cần tiền, nhưng đồng tiền đó phải bằng đôi tay và mồ hôi nước mắt của tôi tạo ra kìa. Chứ tôi không cần những đồng tiền bố thí đâu. Vậy cô hãy rời khỏi đây ngay. Đi 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 đi. Sao mà đáng quá vậy? Tôi bảo cô đi, nghe chưa? Đi. Tại sao con người với nhau mà người ta lại đối xử với nhau như vậy? Mẹ, mẹ ơi. Trời ơi, tôi biết phải làm sao bây giờ để kéo dài sự sống cho mẹ tôi, trong khi xa rời được chốn tánh hồi. Chẳng lẽ tôi quay đầu trở lại hay sao? Tôi hổ biết bao với những cơn sóng búa dạt vào, gió trút mưa mai kẻ thua tiền lắm bạc. Nửa đau đớn tim lòng, nửa đau đớn xác thân. Chẳng thà mình ở lại đây cho họ đánh đập chửi bới, còn hơn trở lại chốn tanh hôi. Tại sao? Tại sao cô còn vào đây nữa chứ? Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Để tôi đi ra. Đi, đi mau lên. Trời ơi, xem ra chỉ một con người lì lợm lạ lùng như vậy nè trời. Cô đi chưa? Đi chưa? Dạ đi. Mẹ ơi, mẹ, đi, đi. Dạ đi. Dạ tôi đi rồi nè. Châu Đoan, cô thấy thế nào? Dạ thưa bà. Tôi hỏi vậy thôi, chứ tôi theo dõi cô từ khi cô mới bước vào phòng của Trường Dũng. Anh ấy tên Trường Dũng hả? Phải, tôi thấy cô chịu đựng được như vậy là khá lắm rồi đó. Đây, cô hãy cầm số tiền này mà về xe. Vậy là bà không chấp nhận cho cháu ở lại đây làm sao thưa bà? Châu Đoan, dù tôi có muốn cũng không được. Tất cả đều do ở con tôi. Có lẽ vì quá chịu chuộng nâng niu.
thuở bé cho đến ngày hôm nay, không một phút rời tay. Bất ngờ xảy ra tai nạn, biến đổi từ sắc diện đến tính tình, vì mặc cảm cho mình. Khi đôi mắt nó đã mù đuôi, khi đến lại bị tự hôn. Có lẽ do bao cay đắng dập dồn cho nên xúc động tâm hồn. Xin bà cho cháu được ở lại tiếp tục những công việc vừa qua. Cả cái gia sản này cô thấy đó. Hơn nữa, tôi chỉ có một đứa con trai, thì có sợ tốn kém chi đâu mà không dám giữ cô ở lại. Tôi chỉ sợ cô gửi thêm cho nó điều quan trai, rồi sự bất hạnh kia nó phải đeo mang mãi mãi trong. Tình mẹ thương con không thể nói hết tớ bằng lời. Mỗi lần nó bức xúc lên thì bệnh tình nó càng thêm trầm trọng, da lòng càng quăng khắc đau thương. Có lẽ tình đời làm cho nó chán chường, nên nó không muốn gặp bất cứ một ai dù quen hay lạ. Nó muốn lặng yên để liệm chôn tất cả, thì hơi dễ làm chi cho buồn bã thêm nhiều. Dạ thưa bà, nhưng cháu hứa là sẽ không làm cho nấy buồn phiền hay giận dữ nữa đâu. Cô nói thì được, nhưng mà khó lắm. Thôi cô ấy thông cảm ra về đi, tôi không thể nhận cô ở lại thêm một ngày nào nữa được đâu. Bà ơi, cháu gian lại bà cho cháu được ở lại. Cháu rất cần tiền để kéo dài sự sống cho người mẹ thân yêu. Cháu đớn đau ruột thắt trăng chiều khi nhìn mẹ cháu heo hon trên giường bên. Vì mạng sống của mẹ cháu sẽ vượt qua tất cả gian lao đạo khổ nhọc nhằn. Xin bà hãy tin cháu, cho cháu ở lại. Cháu sẽ không làm một điều gì cho anh ấy phiền trách nữa. Mạng sống mẹ cháu như dầu hao tim lụn, cháu quyết lòng khơi dậy dù chỉ một phút giây. Châu Đoan, nghe những lời nói của cô làm rung động lòng tôi. Tôi thương con như biển rộng sông dài, lòng thương mẹ của cô như là non thái. Nhân chia cộng trừ chắc cũng bằng nhau. Cảm ơn bà đã hiểu rõ trước sau. Đây, số tiền này tôi sẽ biếu không. Cô cứ cầm lấy mà lo chữa trị cho mẹ của cô. Nếu cháu giang tay nhận số tiền này, thì cháu phải làm việc để trả công. Cô có vẻ cương quyết lắm, nhưng cô có ở lại cũng vô ích thôi. Nếu bà không nhận cháu ở lại, thì cháu cũng không dám nhận số tiền này đâu. Cô đã bảo là cô cần tiền để lo cho mẹ cô kia mà. Dạ phải, cháu cần đồng tiền do cháu làm ra, thì mạng sống của mẹ cháu mới quý giá. Cháu có thể bán xác thân cháu trong một vài hôm thì cũng được số tiền như vậy. Nhưng cháu không muốn kéo dài sự sống của mẹ cháu bằng những đồng tiền nhơ nhớp nữa. Tôi quý phục cô lắm. Thôi thì cô cứ cầm lấy số tiền này lo cho mẹ cô. Còn cô có trở lại đây làm nữa hay không là tùy cô. Dạ, cháu cảm đội ơn bà.
giờ nay uống thuốc rồi. Anh uống thuốc nha. Anh uống thuốc nè. Anh có nghe tôi nói không? Trước kia mình hạ mình chịu đựng chỉ vì mẹ. Nay thì mẹ chết rồi, mình sống cho ai đây? Tại sao lại chiều lòng một con người như vậy? Mình tha thiết ở đây làm gì nữa chứ? Nè, bây giờ uống thuốc giùm được chưa? Tôi bảo ông uống thuốc, ông có nghe không? Bộ điếc hả? Ai cho phép cô bắt nạt tôi chứ? Chính ông bắt buộc tôi đó. Bắt buộc cái gì? Hả? Tôi đâu có mượn cô vào đây lo lắng cho tôi đâu. Chỉ tại cô mang cái bản mặt lì lợm, bây giờ quát tháo trước mặt tôi, như vậy là nghĩa làm sao? Tôi ép buộc để làm chi? Ông có chết cũng mặc kệ. Nè, đừng có cầu màu, không có ăn thua gì với tôi đâu. Tiếc là tôi nhận làm không ở nơi đây. Không cần, tôi không cần, tôi không nhận. Nè, cô có nghe không? Tôi có cảm tưởng là tôi đang chịu chuông cho đứa trẻ thơ vừa mới giáp thôi nôi. Cô rời khỏi đây ngay. Tôi như vậy mà giáp thôi nôi hả? Đi ra khỏi nơi này mau. Đồ bảo mặt chết bầm. Tôi không đi, tôi ở lại đây nè. Để làm gì chứ? Làm bổn phận của tôi. Bổn phận cô ở đâu? Ở đây trong phòng này chỉ trừ giờ ăn giờ ngủ. Trời ơi, trời là trời. Ông cứ la đi, tôi không có sợ đâu. Rất tiếc là ông bị thương đôi mắt. Phải chi ông bị thương ở miệng hả? Là tôi nhờ bác sĩ mai nó lại rồi, để khỏi điếc tai người khác. Ủa, không la nữa sao? Rồi bây giờ uống thuốc giùm được chưa? Đã bảo là không uống. Ông làm cái điệu bộ đó hả? Chẳng khác nào trẻ nít cả. Ra trắng tôi mới giặt, ông lại dẫm cả đôi giày dơ lên đó à? Tôi thích vậy đó, cô làm gì tôi? Ai dám làm gì ông? Chỉ có một điều là ông ngồi yên đó, tôi cởi giày giùm cho. Tôi không cần. Tôi vẫn là con người mà. Tại sao ông đối xử với tôi như vậy? Ông thích hành hạ những người nghèo khổ vì cuộc sống đi hầu hạ ông lắm phải không? Ông bệnh hoạn có người lo lắng mà ông không chịu. Sao ông chết quách đi? Động trời chưa? Mẹ tôi tìm đâu ra một người chăm sóc lý tưởng như vậy? Hết đòi mai miệng rồi bây giờ bảo tôi chết quách. Tôi đuổi việc cô biết không? Tôi đuổi việc cô biết không? Tôi sẵn sàng rời khỏi nơi đây bất cứ lúc nào, vì tôi không còn đủ khả năng chăm sóc cho một người có tâm hồn bị tê liệt như ông. Đồ chết tiệt, đồ chết tâm. Tại sao cô dám rủ tôi tê liệt chứ? Cô là quỷ sứ, cô là ma vương, là mô phù thủy, là... Ông có nguyện rủa thầm tệ hơn nữa đi. Tôi không buồn phiền oán giận ông đâu. Vì có lẽ trời sanh ra tôi để chịu đựng những mất mát đau thương cay đắng nhất ở trên đời. Tôi biết ông mang một tâm tư không nói được bằng lời, nên trút giận hờn vu vơ vì mặc cảm. Ông mặc cảm với tất cả mọi người, với cả riêng tôi. Tôi cảm thông, muốn chia sẻ chút nỗi niềm mà tâm tư ông vương bận. Chỉ có tôi là người cho ông trút giận, dù tôi và ông chưa có oán hận bao giờ. Cô không có xứng đáng gì để cho tôi oán hận. Đáng gì cho tôi dưng dưng chứ? Nhưng dù sao á thì tôi vẫn là một con người như ông. Chỉ khác nhau á là ông cao sang, còn tôi nghèo hèn cơ cực. Ông sống giàu sang bằng bát vàng của cải dư thừa do ông cha để lại, còn tôi nè, còn tôi nghèo hèn, nhưng tôi sống bằng sức lao động
bằng mồ hôi nước mắt của tôi. Nếu ông biết tôn trọng con người thì ông cũng nên tôn trọng tôi và cả những lời tôi nhắn gửi. Ông mang nặng khổ đau thương tiếc một người tình, trong khi người ấy không đáng cho ông lụy chút buồn phiền. Cô dám nói? Nếu tôi là ông, tôi sẽ phủi tay thở một cái phào nhẹ nhõm. Vì nhờ biến cố tai nạn này mà ông hiểu rõ sự gian dối của tình yêu. Sao cô dám xúc phạm đến tình cảm riêng tư của tôi chứ? Cô đi ngay, đi ngay. Mẹ ơi, mẹ, mẹ ông, ơi. Ông khỏi phải kêu réo ai nữa. Tôi sẽ đi ngay tức khắc. Tôi không luyến tiếc gì ở lại đây đâu. Tôi nói cho ông biết, từ lâu tôi quỳ lạy chiều chuộng ông. Tuy vì tôi cần tiền, tôi cần tiền để kéo dài mạng sống của mẹ tôi. Nhưng nay mẹ tôi đã chết rồi, thì còn gì cho tôi lưu luyến ở lại đây chi nữa chứ. Bà ơi, bà, xin bà hãy tha lỗi cho cháu. Cháu không thể nào ở lại đây thêm một giờ một phút nào nữa. Tôi đã đoán trước được điều này, nên không có gì làm cho tôi ngạc nhiên cả. Thôi được rồi, cô đi mạnh giỏi. Dầu sao cháu cũng cảm đội ơn bà. Nhờ số tiền của bà giúp đỡ mà cháu đã lo cho mẹ cháu được mồ yên mã đẹp. Không có gì đâu, cô đừng có ngại. Dạ cảm ơn bà. Nếu ngày nào con còn sống, con sẽ trả ơn nghĩa này. Dạ thưa bà, cháu đi. Cô gì đó ơi, cô đừng có đi. Cô ở lại đây nha. Ở lại đây trong hành hạ nữa hả? Châu Đoan, cô khoan đi đã. Dạ thưa bà, bà cần gì ở cháu nữa? Theo lời của con trai tôi thì cô nghĩ thế nào? Xin bà tha lỗi, cháu không thể nào ở lại được. Khoan đi đã Châu Đoan, cô ngồi xuống đây đi. Dạ thưa bà, cháu đứng hầu bà được rồi. Đừng phụ lòng của tôi, cô ngồi đi. Châu Đoan, có lẽ cô là vị ân nhân của nhà này. Bà nói gì mà cháu không hiểu? Con trai của tôi, từ khi nó bị mù đôi mắt cho đến nay, nó chưa hề mời mọc hay chiều chuộng với bất cứ một ai. Chỉ gây oán hờn, trút đắng dẻo cay. Nhưng bỗng nhiên hôm nay, tính tình lại đổi thay, làm cho tôi đây từ lâu tôi đã mong chờ tìm được người như cô để sớm tôi khuyên can cho nó yên tâm dưỡng bệnh. Cháu chưa hiểu được những gì, xin bà cho biết rõ ràng hơn. Trai tôi yêu cầu cô ở lại. Không, không bao giờ cháu ở lại nơi đây. Lý trí anh ta giờ đây đã tê liệt, mất hết tình người, mất cả lương tri. Châu Đoan, tôi sẽ bù đắp cho cô tất cả những gì mà cô muốn. Tôi chỉ mong cô ở lại. Bà hiểu lầm ý của cháu rồi. Nếu cháu xem trọng tiền bạc thì cháu không vào đây xin làm việc đâu bà. Vậy thì tại sao, tại sao bây giờ cô lại từ chối ở lại? Vì sức chịu đựng của cháu có giới hạn, mong bà hiểu cho cháu. Châu Đoan, Châu Đoan ơi, tôi van xin cô nên ở lại nơi đây. Không, chỉ phút giây
sao thì cháu cũng làm cho bà được an lòng. Châu Đoan ơi, nếu như cô đột ngột rời khỏi nơi đây thì cũng như bao nhiêu lần anh ấy đã đuổi cháu ra đi. Đó là những lần trước, còn vừa qua đó, cháu đã nghe và thấy sự mềm dịu của nó. Tánh ý của Trường Dũng thì tôi rất rõ. Nếu hôm nay cháu nhất quyết ra đi thì nó cũng phải bảo tôi đi tìm cháu về cho bằng được. Châu Đoan à, có phải là cháu đã nói có dịp là cháu đáp ơn nghĩa cho tôi, vậy thì cháu còn chờ đợi dịp nào khác hơn nữa chứ? Dạ, nhưng thưa bà, cháu đừng có phụ lòng của bà. Bà tin chắc là ngôi nhà này sẽ vui hẳn lên nếu như cháu nhân nhượng Trường Dũng một bước nữa. Ai đó? Mẹ đây con. Mẹ ơi, mẹ à, cô gái ấy còn ở lại nhà ta không vậy mẹ? Cô đã đi rồi. Mẹ! Nhưng mà đi thăm mộ của mẹ cô ấy. Rồi cô ấy có trở lại không hả mẹ? Mẹ cũng không biết nữa. Mẹ ơi, bằng mọi cách mẹ tìm cho được cô ấy về đây nghe mẹ. Mẹ nói là con sẽ không làm phiền cô ấy nữa đâu. Con nói thì phải nhớ lời đó nghe. Dạ. Thôi con nghỉ đi, để mẹ đi lo thức ăn trưa cho con nữa. Thôi khỏi mẹ à, con chưa có đói. Mẹ bận công việc thì mẹ cứ đi đi, con đợi chờ cô ấy trở lại, con ăn cũng đâu có muộn. Con nói nghe lạ không? Không lẽ 5-7 ngày nữa mẹ mới tìm được cô ấy, rồi con cũng chờ sao? Mẹ à, mắt con mù, chứ đôi tai của con có mù đâu. Mẹ nói với cô ấy là khi nào cô ấy hết giận con mới chịu dùng cơm và uống thuốc đó. Được rồi, mẹ sẽ vì con. Bây giờ con nghỉ ha, mẹ sẽ tìm cô ấy ngay cho con đây. Dạ. Nhớ tới năm xưa bên nhau, bước trong chiều mưa, phiến vụ nhẹ đưa bên khu đam mê say sưa, lá thu còn rơi, người xa vắng rồi. Mắt biết năm xưa nay đâu, cánh sao còn đây, tóc mây nào bay, phố vắng mênh mang mưa rơi, ước mơ nào vui, tình đã phai rồi. Ai đó? Ngoài mẹ anh và tôi còn ai dám vào đây nữa? À, cô cô đã trở lại à? Nếu không thì sao tôi lại vào đây? Lời nói của cô sao tôi nghe nặng nề quá. Có bằng những lời của anh trong những ngày trước không? Cô còn giận tôi sao? Nếu còn giận anh thì tôi đã đi rồi. Cảm ơn cô. À, mà cô tên gì? Dữ ha, đến bây giờ mới chịu hỏi tên tôi hả? Vui lòng cho tôi biết nha. Anh cứ gọi Châu Đoan. Châu Đoan. Châu Đoan. À, Châu Đoan nè, Châu Đoan có muốn biết tên tôi không? Khỏi cần. Vì sao? Vì có người ở nào trước khi vào làm mà không biết tên của ông chủ chứ. Có lẽ tôi vô tình quá phải không Châu Đoan? Không phải vô tình, mà là không muốn biết. Thôi ăn cơm ha, kẻo nguội kia anh nổi cáo là khổ cho tôi nữa. Châu Đoan nè, nếu muốn tôi ăn thì Châu Đoan phải hứa với tôi một điều.
rắc rối gì nữa đây? Không có rắc rối đâu. Chỉ cần Châu Đoan bỏ hết những gì vừa qua mà tôi đã làm lỗi thì... Được rồi, tôi hứa đó. Cảm ơn Châu Đoan nha. Anh lại ngồi đây ha. Để tôi giúp anh nha. Anh Châu Đoan, tôi không làm điều gì quấy đâu. Chỉ vì tôi muốn làm quen với Châu Đoan. Làm quen? Làm quen gì mà vậy? Phải, vì những người mù lòa như tôi, bàn tay thay cho đôi mắt, vì chỉ nghe mà không được thấy, nên tôi muốn cầm lấy đôi tay người đã vì tôi gian khổ bao ngày. Làm mướn thì ai cũng như ai, phải chấp nhận với chuyện đắng cay. Nhưng với cô tôi thấy hơi là lạ, khác với những người trước đã đến đây, nên muốn ghi lưu chút kỷ niệm này. Từ bây giờ cho đến ngày sau, trước sau gì đó sẽ hạ hồi. Còn bây giờ xin anh hãy nghe tôi. Tôi nghe đây, cô cứ dạy. Không dám dạy đâu, chỉ khuyên thôi. Vậy thì cô khuyên đi. Khuyên anh Trường Dũng rút bàn tay lại và dùng cơm uống thuốc giùm em. Châu Đoan, tôi... tôi xin lỗi. Lỗi phải gì, miễn anh chịu nghe theo lời khuyên của tôi là đủ rồi. Sao lại tôi? Vừa rồi nghe em mà. Châu Đoan à, mình hãy dùng từ nào cho thân mật hơn nha. Chẳng hạn như gọi bằng tên với nhau đi. Chuyện đó thì có khó gì đâu, nếu anh cho phép. Châu Đoan gọi cho anh nghe đi. Trường Dũng. Nè, hãy gọi mãi với nhau như thế này nha. Em đã chiều ý của anh rồi. Bây giờ thì anh ăn uống điều độ giùm em có được không? Được, nhưng anh muốn đôi tay của Châu Đoan thay cho đôi tay của Trường Dũng này nè. Chà, coi bộ nhõng nhẽo dữ à. Nếu không á thì Dũng sẽ nhịn đói đó. Được rồi, đưa đây. Ủa, cô Châu Đoan, hôm nay rỗi rảnh hay sao mà xuống đây vậy? Dạ, anh Dũng ngủ rồi. Ngồi một mình hoài cũng buồn, nên xuống đây xem có chuyện gì làm với gì cho vui. Ồ, có chuyện gì đâu. Thôi, ngồi nghỉ đi. Nói thiệt nha, tôi phục tài cô sát đất. Biết bao nhiêu người đến đi lại đến như cơm hàng ngày, chỉ có mình cô chịu đựng dẻo dai hơn một năm nay á. Tôi cũng bực bội, nhưng phải ráng mà chịu. Chịu riết nên quen. Cô thật là đáng khen à. Cô tôi toại ý, cậu dùng vừa lòng. Tôi đây cũng đỡ khổ vui sướng quá chừng. Cái nhà này đây á, khác hẳn hơn xưa. Sớm nắng chiều mưa. Dạ, sẵn đang vui miệng, kể tôi nghe ít chuyện. Có được hay không? Được chứ sao không? Nè, nói vui chết được vậy đó. Mà nè, cô muốn nghe chuyện gì? Chuyện tình duyên, chuyện gia đạo hay là chuyện tầm pháo? Tình duyên đi. Mà tình duyên của gì á? Tình duyên. Lớn rồi, kể lại ba chuyện đó. Mắc cỡ. Mắc cỡ gì? Ai mà chẳng có một thời yêu nhau. Phải rồi, sẵn đây tôi nói cho cô rút kinh nghiệm luôn ha. Trời ơi, nói thiệt nha, nói tức cười muốn chết vậy à. Cái hồi mà trước khi cô vào đây á, xa xưa dữ lắm, có mướn cái anh chàng sồn sồn cỡ tôi vậy nè, đến chăm sóc hoa kiển chung quanh biệt thự này nè. Lúc đó anh Dũng bị tai nạn chưa? Chưa. Lúc đó cậu Dũng vui dữ lắm, chở tôi này đi Vũng Tàu chơi hoài hà. Mà trời ơi, nhắc đến cái chuyện Vũng Tàu à, còn cười lộn ruột luôn nữa. Cười cái anh chàng mà tôi vừa mới nhắc với cô đó. Cô biết anh tên gì không? Dạ tên gì?
tên Súng. Súng? Làm như là trời xui đất khiến gì vậy á. Mình tên Sen, ảnh tên Súng. Cậu Dũng cáp đôi. Mỗi lần cậu gọi à, dì Sen à, là hỏi bông Súng đâu. Cáp đôi riết cái dinh. Mình thì màu đen, ảnh quê trân nha. Đi với ảnh mắc cỡ chết luôn nha. Nhưng mà lỡ yêu rồi làm sao quên được người ơi. Dì kể chuyện cười mà bây giờ muốn sang chuyện buồn rồi. Nè, hết buồn mới đổi thành vui. Vở kịch nào chẳng có lúc bi lúc hài. Bi hoài á thì buồn hiểu buồn thiêu à. Mà hài quá trớn đâm ra cũng nhàm. Nãy giờ chờ đợi quá mỏi mòn. Bi hài gì cứ kể cho tôi nghe. Đừng có nóng nảy, mất hay bây giờ. Kể chuyện á thì phải như trên sân khấu. Làm thế nào á để khỏi nhàm tai. Mở đầu thì chỉ lai rai, đoạn giữa cho khóc đến ao cho. Ủa, cô chú Đoan, hôm nay rỗi rảnh hay sao mà xuống đây vậy? Dạ, anh Dũng ngủ rồi. Ngồi một mình hoài cũng buồn, nên xuống đây xem có chuyện gì làm với gì cho vui. Ồ, có chuyện gì đâu. Thôi, ngồi nghỉ đi. Nói thiệt nha, tôi á, tôi phục tài cô sát đất. Biết bao nhiêu người đến đi lại đến như cơm hàng ngày. Chỉ có mình cô chịu đựng dẻo dai hơn một năm nay á. Tôi cũng bực bội nhưng phải ráng mà chịu. Chịu riết nên quen. Cô thật là đáng khen à. Cô tôi tỏi y, cậu dùng vừa lòng. Tôi đây cũng đỡ khổ vui sướng quá chừng. Cái nhà này đây á, sớm nắng chiều mưa. Dạ, sẵn đang vui miệng, kể tôi nghe ít chuyện có được hay không? Được chứ sao không. Nè, nói vui chết được vậy đó. Mà nè, cô à, cô muốn nghe chuyện gì? À, chuyện tình duyên, chuyện gia đạo hay là chuyện tầm pháo? Tình duyên đi. Mà tình duyên của gì á? Tình duyên lớn rồi, kể lại ba chuyện đó mắc cỡ. Mắc cỡ gì, ai mà chẳng có một thời yêu nhau. Phải rồi, sẵn đây tôi nói cho cô rút kinh nghiệm luôn ha. Trời ơi, nói thiệt nha, nói tức cười muốn chết vậy à. Cái hồi mà trước khi cô vào đây á, xa xưa dữ lắm, có mướn cái anh chàng sồn sồn cỡ cỡ tôi vậy nè, đến chăm sóc hoa kiển chung quanh biệt thự này nè. Lúc đó anh Dũng bị tai nạn chưa? Chưa. Lúc đó cậu Dũng vui dữ lắm, chở tôi này đi Vũng Tàu chơi hoài hà. Mà trời ơi, nhắc đến cái chuyện Vũng Tàu à, còn cười lộn ruột luôn nữa. Cười cái anh chàng mà tôi vừa mới nhắc với cô đó. Cô biết anh tên gì không? Dạ tên gì? Tên Súng. Súng? Làm như là trời xui đất khiến gì vậy á. Mình tên Sen, ảnh tên Súng. Cậu Dũng cáp đôi. Mỗi lần cậu gọi à, dì Sen à, là hỏi bông Súng đâu. Cáp đôi riết cái dinh. Mình thì màu đen, ảnh quê trân nha. Đi với ảnh mắc cỡ chết luôn nha. Nhưng mà lỡ yêu rồi làm sao quên được người ơi. Dì kể chuyện cười mà bây giờ muốn sang chuyện buồn rồi. Nè, hết buồn mới đổi thành vui. Vở kịch nào chẳng có lúc bi lúc hài. Bi hoài á thì buồn hiểu buồn thiêu à. Mà hài quá trớn đâm ra cũng nhàm. Nãy giờ chờ đợi quá mỏi mòn. Bi hài gì cứ kể cho tôi nghe. Đừng có nóng nảy, mất hay bây giờ. Kể chuyện á thì phải như trên sân khấu. Làm thế nào á để khỏi nhàm tai. Mở đầu thì chỉ lai rai, đoạn giữa cho khóc đến ao cho. Kể tiếp đi, nghe hấp dẫn rồi đó. Ủa, mà
mà kể đến đoạn nào rồi cả? Đoạn đi Vũng Tàu á. Ờ ha. Nói khi xe cậu Dũng vừa ngần ngay bãi dâu nha, anh Súng á, anh làm như là anh rành tấm biển lắm vậy. Từ trên hả, cô biết sao không? Ông chạy một cái ào xuống, tưởng sao thấy thiên hạ mặc đồ hai mảnh không. Quảng hồn chạy trở lên, hơ hải bảo lẹ lên đi, đến xem thi tuyển diễn viên điện ảnh. Trời ơi, tôi thấy cậu Dũng cười lộn ruột luôn vậy đó. Tưởng vậy thôi sao, đến khi tắm á, giận nguyên cái xà rông dài tới mắt cá, nhào xuống bị sóng đánh mấy lượng gì ngất ngư à. Chạy lên hơ hải hỏi, em bộ biển người ta có quậy muối hay sao mà mặn quá vậy? Trời ơi. Xấu ha, dì Sen và Châu Đoan có chuyện vui mà giấu trường Dũng ha. Dạ đâu có gì đâu cậu Dũng, tôi kể cho cô Đoan nghe chuyện bông Súng đi Vũng Tàu đó mà. Anh, anh thức dậy sao không gọi em? Xuống cầu thang lỡ té rồi em biết làm sao? Thì em đỡ cho anh chứ làm sao. Thôi cô Đoan à, cô đưa cậu Dũng đi dạo chơi đi, ở dưới bếp này nóng lắm. Nè, dì Sen đuổi tôi ha. Ừ, cậu Dũng, cậu đừng nói chơi vậy tội nghiệp tôi mà. Đi nghe anh, em cũng muốn dạo quanh đây. Chắc đẹp lắm hả dì Sen? Vì từ khi vào đây đến giờ chưa có dịp thưởng thức. Anh đã làm bận rộn cho em hết thời gian rồi còn đâu nữa. Nhưng em thích cái bận rộn đó kia mà. Nè, đi dạo đi cô Đoan. Trời ơi, tôi nói đẹp lắm. Lúc trước á hả, một tay cậu Dũng kiến trúc đó. Vậy hả? Vậy anh hướng dẫn em nha. Được, nhưng mà ngược lại em phải dắt anh đó. Cậu an lòng đi, cô Đoan không có để cậu đi một mình đâu. Đi anh. Đi em. Tôi đi nghe dì Sen. À, trời ơi, tình ơi công nhận nha, xứng đôi vừa lứa quá trời à. Đẹp quá anh Dũng ơi. Qua gì đó em? Qua mắc cỡ. Ai mà gọi qua mắc cỡ hả? Em phải gọi là qua trinh nữ. Qua trinh nữ à, phải rồi, nghe thanh bài hơn. Chứ gọi như em nghe quê mùa quá phải không anh? Ngược lại, anh rất thích những nét quê mùa đó. Em thắc mắc một điều. Điều gì em nói ra đi, anh lý giải cho. Hoa trinh nữ là loại hoa hèn cỏ dại, chỉ sống nơi rừng hoang thôn dã. Mà tại sao hôm nay lại được hãnh diện sống ở một nơi biệt thự cao sang giữa thành phố hoa lệ như thế này hả anh? Châu Đoan nè, chuyện này cũng hơi xa xưa lắm. Thuở tuổi học trò mới làm quen với màu mực. Vào một buổi trưa hè êm mà, mẹ dỗ giấc ngủ cho anh bằng mẫu chuyện xa vời. Vào thuở xa xưa, giữa một đêm mưa gió bão bùng, có một ông vua rất trẻ, xuất binh đi qua rừng dẹp phiên loạn ở biên. Rồi em biết sao không? Dạ sao anh? Rồi bóng một hôm anh đi thực tập ở vùng Quang Sơn. Tình cờ gặp qua anh mang về trồng ở nơi đây. Muốn trở thành quân vương à, bởi thế cho nên anh mới về trồng nơi sang cả. Ôi mộng lớn vô cùng, vậy mà em nào biết nào hay. Nè, qua dại Quang Sơn làm sao đẹp bằng kiều xa khoe sắc thâm. Chẳng bán hương thơm
tỏa sắc khoe hương, cho nên người ta mới dễ lầm tưởng là loài hoa quý. Còn hoa trinh nữ đơn sơ đậm đà tình ý, chẳng cần điểm phấn tô son nhưng vẫn lòng lay yêu kiều. Nếu người biết yêu hoa phải quý trọng hơn nhiều, là xếp trong tay như đôi mi gầy ẻ thẹn, rồi lén lén hé nhìn người hái đủ tầm xuân, chứ không như những cánh hồng kêu xa khi cạn nước rồi thì vội vã quay lưng cho bình vàng bờ ngờ. Hàm ý trong anh như lời nhắc nhở cho qua trinh nữ đang yêu hiểu rõ được lòng này. Lời kia thay tiếng lòng anh, tình em như ánh trăng thanh trên sông nước mênh mông, dần tan theo con sóng lượn, nhìn trăng ai ngắm dòng sông chèo cua cũng dơ dần, trăng cho phí hoài không ai đó chờ mong. Anh sẽ đứng trên sông chờ sóng yên gió lặng để cho trăng non khỏi lẻ loi u buồn. Ai lại đi dệt mộng ướm mơ giữa mùa giá rét, lắng tiếng ve sầu giữa lúc đông sang, đợi đến đông tàn tuyết tan thu về e ơ thì ve sầu liệm xá còn đâu. Châu Đoan, hình như trong lòng em còn chất chứa một nỗi niềm sâu lắng ở trong tim. Chuyện tình đôi ta như thuyền không bến đỗ, anh đưa em về đâu trên suốt nẻo chuyện tình ngày xưa, em tránh ai hững hờ hay vì gian dối nhau mơ chuyện tình mãi sau. Dòng đời trôi qua cho dù bao cách chờ, anh ơi con đường xưa xa khuất những hẹn hò. Chuyện tình hợp tan như sóng xô dạt bờ, xin người thương hãy thương những kỷ niệm trong ta. Dũng ơi anh không bao giờ hiểu nổi em đâu, cũng như người đời không thể nào hiểu nổi biển sâu có bao nhiêu nữa. Rồi đây anh sẽ sáng mắt để nhìn lại mảnh trăng non lòng bóng dưới sông buồn. Đêm le lối bởi áng mây sầu phủ mảnh trăng non, cô gợi nhớ thương chỉ gặp mòn cơ thể, cô mong chờ chỉ nặng trĩu tim côi. Anh và em khó có thể bước chung đôi, nếu lỡ yêu rồi cũng đành gian dở. Châu Đoan, em hãy tin tưởng lòng ánh trọn vẹn
Nếu có mãnh lực nào ngăn cách, anh nguyện chết ở bên em mà. Anh Dũng, nếu hiểu rõ dĩ vãng của đời em, anh sẽ không thốt ra câu nói ấy. Dĩ vãng? Dĩ vãng là gì? Có phải là vực sâu không hỡi em? Chỉ có thực tại mới là bến bờ hoa mộng. Anh đã nguyện cùng em chung bóng, lời thề này sẽ mãi mãi đến ngày sau. Hai nói yêu anh như rừng kia yêu suối, như gió mùa thu về trước lá bên đường. Dũng ơi, tình anh tha thiết quá, nhưng đàn lòng đã trót say cũng đâu mong vào được bạn tình ca quán dài. Đành liếm vào tiếng sầu riêng, đời con gái như quán nhỏ bên đường lặng nếp dưới sương khuya. Đoan, em đừng mặc cảm rồi sanh ra nỗi buồn chất chứa, để cả hai ta đều lỡ chuyến đò tình. Sao không nép vào nhau cho tim lòng sưởi ấm? Anh Dũng. Đoan. Thời giờ như là tên bay, thấm thoát mà con Châu Đoan nó vào nhà này cho đến nay đã gần 2 năm rồi. Dạ, mời cô vào dùng cơm. Ừ. Chị Sen à, chị có thấy gì không? Dạ, thấy gì cô? Dạ, dạ thấy rồi. Cô mới may bộ đồ đẹp quá à. Giải này chắc đắt tiền lắm hả cô? Tôi đâu có biểu chị nhìn tôi, mà chị đánh giá giải dốc. Đây nè, tôi muốn hỏi chị có thấy gì ngoài vườn hoa không kìa? Dạ, dạ thấy gì? Dạ. Dạ, tôi thấy rồi cô. Đó là cậu Dũng với cô Đoan. Chị nhận xét như thế nào? Theo tôi hả? Tôi nhận thấy thì cậu Dũng với cô Đoan thật xứng đứa vừa đôi. Chị chỉ thấy như vậy thôi, chứ không có thấy gì khác hơn sao? Dạ ý cô nói khác là khác làm sao? Tôi thoáng nhìn á, thật xứng lứa vừa đôi, nhưng nhìn kỹ lại thì cũng xứng đôi vừa lứa, có phải vậy không hả cô? Tôi không có hề chối cãi những lời mà chị nói vừa rồi. Chị xứng tính tình dốc dáng mà thôi, còn chữ sang hèn không thể đẹp đôi. Ai lại đi chọn dâu là con ở đợ, trong khi nhà này danh giá giàu sang. Nhưng cậu Dũng đã yêu rồi thì ông trời gỡ cũng không ra. Tại sao lại không ra? Tại vì ngoài tình yêu ra, cô Đoan còn là người ơn. Nếu không có cô ấy thì cậu Dũng đâu có được như ngày hôm nay. Đàn ông con trai mà, chị phải biết gần gũi ai là yêu thương người đó, mà hễ khi xa rồi thì sẽ dễ phôi pha. Hả? Đúng rồi, phôi pha. Hèn chi không có một lá thơ hồi âm nào hết. Ông Sống, ông Sống ơi, mi sẽ chết. Chị Sen à, chị làm cái gì mà thấy ghê vậy? Dạ thưa cô, tôi chợt nhớ về dĩ vãng. Chị mà cũng có dĩ vãng nữa hả? Dạ có chứ cô, làm người ai không có dĩ vãng. Ngoài dĩ vãng ra nó còn có cương vị ở một cái khía cạnh của những tốc độ tính nên. Thôi đủ rồi, đi văn chương quá đi. Bây giờ tôi trở lại vấn đề nè. Tôi xem chị là như người nhà. Từ lâu tôi rất tin cậy chị ở cái bản chất trung hậu. Trong cái việc này thì theo chị phải làm thế nào để tách rời Châu Đoan ra khỏi Trường Dũng? Chà, khó. Tôi thấy khó. Khó? Chị nói khó là khó làm sao? Cậu Dũng là loại ngựa chứng, mà cô Đoan là nài giỏi. Mất cô Đoan rồi thì tôi tin chắc cậu Dũng sẽ trở lại như xưa. Nhưng Trường Dũng là đứa con hiền lành hiếu thảo, nó chỉ mới khó khăn khi bị con Mỹ Quê nó từ hôn. Như vậy là người đáng trách là Mỹ Quê? Theo tôi thì không có đáng trách, vì một cô gái trẻ đẹp như Mỹ Quê
danh giá giàu sang, không ai chấp nhận lấy chồng đuôi mù. Mà Trường Dung nó yêu mỹ quê tha thiết, tôi tin là mọi việc sẽ êm xuôi. Nếu như nó được mỹ quê yêu thương thì sẽ dễ dàng quên hẳn Châu Đoan. Cô quên rằng mỹ quê nó từ hôn sao? Nó từ hôn mới là vì Trường Dũng nó đuôi mù. Thì bây giờ cậu Dũng vẫn mù đuôi. Chị Sen à? Dạ. Chị xem tờ báo này đi rồi sẽ rõ. Dạ tôi đọc thì chữ được chữ không. Cô đưa tờ báo tôi đọc biết bao giờ cho hết. Tôi có bảo chị đọc hết đâu. Đây nè, chỉ đọc một cái mục này thôi. Đâu đâu? Chỗ này, chỗ này hả? À. Chỗ này thôi hả cô? Ừ. À ha. Để coi. À, phái đàn từ thiện quốc tế. À, vừa cung cấp cho nước ta một số máy móc dụng cụ y khoa hiện đại để chẩn đoán và chữa bệnh tật, chủ yếu về khoa mắt. À, cô ơi, như vậy là đôi mắt của cậu Dũng có hy vọng lắm phải không cô? Phải. Nhưng ngặt một nỗi là ai sẽ khuyên can cho nó chịu đi giải phẫu đây chứ? Chẳng lẽ ta lại thọ ơn nó nữa hay sao? Châu Đoan ơi, Châu Đoan à. Dạ. Ủa, anh dậy rồi hả? Em đi đâu vậy? Bác sĩ có đến bảo em mua thêm thuốc này cho anh. Thuốc mới hả em? Dạ. Nè, uống đi Dũng, rồi em sẽ cho anh hay một tin mừng. Tin mừng? Nói cho anh nghe trước đi. Anh uống đi, rồi em sẽ nói cho anh nghe. Vậy ha. Dạ. Rồi đó, nói anh nghe xem tin gì. Anh Dũng ơi, mắt anh sẽ sáng lại. Sao? Mắt anh sáng lại? Em nuôi hy vọng cho anh đó à? Không, bác sĩ vừa khẳng định với em và mẹ anh như vậy. Dụng cụ y khoa ngày nay đã đầy đủ để giải phẫu cho đôi mắt của anh rồi. Ý ủa, sao anh không vui vậy? Đây đâu phải là tin vui mà là tin buồn. Anh Dũng, anh nói gì lạ vậy? Anh không quên có lần em đã bảo với anh là khi nào mắt anh sáng lại thì hai ta sẽ vĩnh viễn xa nhau. Một lần gánh chịu chua xót của yêu thương. Anh Dũng nè, thà chịu mù đuôi mà sớm hồn không vắng hy vọng xa hình. Mặc dù anh rất mong tìm lại ánh sáng, nhưng để làm gì khi phải vĩnh viễn xa em? Anh Dũng, Dũng ơi, tình em trao anh không sao trong tim cho
đâu còn mạnh lực nào cách ngăn mà em lo sợ. Hãy hứa đi em cho anh được yên lòng. Chiều sống trong màn đêm đen tối, vì em là nhịp tim yêu, là hơi thở, là nguồn yêu thương, là lẽ sống ở trên đời. Anh thề nguyện cùng em dù vật đổi sao dời, nhưng lòng anh sẽ không bao giờ thay đổi, vì tim này đã trót gửi cho em. Nếu em quyết không cùng anh nên vợ thành chồng, thì anh cũng quyết lìa xa anh sang, để giữ mãi tim em, giữ mãi bóng hình, còn hơn tuổi buồn khi nhìn trọn ánh bình minh. Sao anh không nghĩ niềm vui của anh là lẽ sống của đời em? Biết bao lâu em chờ đợi mỏi mòn, chẳng lẽ anh phụ lòng em mong ước hay sao? Anh đã nghe ở em nhiều câu nói đó, và đã nhiều lần anh chạy trốn tình yêu, nhưng thực tế anh thấy càng chạy trốn thì ảnh hình em càng ẩn hiện. Lạ lùng thay, anh không thấy được ở em bờ môi ánh mắt, chỉ thoáng nghe được tim lòng rộn ra dậy yêu thương. Từ đó anh chợt hiểu ra bóng hình em đang ngự trị giữa tim anh. Nay thì tình yêu đã đắm chồi nảy lọc, chưa kết lá đơm qua sao nhụy nở xa cành. Anh hỏi gì hạnh phúc tương lai, đừng dương dân làm gì một tấm thân hèn dài. Ngoài em ra còn biết bao nhiêu cô gái đang đợi chờ đón nhận tình anh. Nè, anh nói cho nghe, anh bằng lòng chữa trị đôi mắt khi nào em chấp nhận lời cầu hôn của anh? Tại sao chúng mình không xem nhau là bạn hả Dũng? Đoàn, em không muốn mất anh, cho nên em không muốn làm vợ anh. Tại sao em không muốn làm vợ anh, trong khi em cũng yêu anh kia mà Đoan? Tại vì sao? Ai chết, tới giờ cơm của anh rồi. Nhưng em chưa trả lời anh. Anh chữa trị cho đôi mắt sáng lại đi, rồi em sẽ nói lại cho anh rõ. Đoan, nếu em không nói anh rõ thì anh sẽ không bao giờ đi chữa mắt đâu. Dũng, tại sao con lại nói dại như vậy? Con có biết là mẹ thương con đến chừng nào không Dũng? Dạ thưa mẹ, con biết. Con có biết là mẹ đã tốn kém bao nhiêu tiền bạc chỉ mong đến ngày hôm nay không? Thưa mẹ, ánh sáng của con vô cùng quý giá, nhưng còn một báu vật quý giá hơn mạng sống của con nữa, đó là Châu Đoan. Dũng, con xem tình của Châu Đoan nặng hơn mẹ của con nữa sao? Không, mẹ đừng nói vậy tội nghiệp cho con. Thưa mẹ, cuộc đời con xem như đã đánh mất từ khi đôi mắt con không còn ánh sáng. Có phải Châu Đoan đã đem lại niềm vui lẽ sống? Mặc dù mắt con không thấy được, nhưng tim yêu của Châu Đoan là ngọn đuốc soi sáng cho con nhìn thấy tất cả. Thì con cần tìm lại ánh sáng làm gì để mất Châu Đoan hả mẹ? Nhưng mà bác sĩ đã ấn định ngày giờ với mẹ rồi, con có biết hay không? Trời ơi, mẹ quá đỗi nhọc lòng, mấy năm nay buồn lo đã chất chồng, bây giờ niềm vui vừa tỏa sáng, con lại là
làm mẹ lo lắng thêm hơn. Con cúi đầu tạ tội vì đã để buồn lo cho mẹ. Con hiểu được lòng mẹ vui sướng biết bao. Nhưng mẹ ơi, xin mẹ rủ lòng thương hại cho tình yêu của con dài. Dũng à, mẹ sẽ chiều ý con tất cả. Có điều gì con cứ nói thẳng ra đi. Con muốn Châu Đoan mãi mãi cận kề trong những ngày chữa trị cho con. Điều kiện nhỏ nhoi con hãy yên lòng. Ngày mở băng mắt cũng phải có mặt Châu Đoan. Được rồi, mẹ hứa đó, con cứ yên lòng đi. Châu Đoan đã thọ ơn của mẹ rất nhiều, thì bất cứ điều gì của mẹ, Châu Đoan nó không bao giờ dám từ chối đâu mà con sợ. Con cảm đội ơn mẹ. Alo, tôi Quỳnh Kim đây. Ai ở đầu dây đó? À Mỹ. Sao? Đến ngày đó mới có mặt à? Điện thoại nói gì? Hình như mẹ không được vui. Ôi, ba cái chuyện lặt vặt ở công ty ấy mà. Thôi được rồi, con nghỉ ngơi đi. À Dũng à. Dạ. Con nhớ bảo Châu Đoan xuống gặp mẹ nha. Dạ. Để em lấy cho. Có rồi. Đây là đồ vật riêng của anh. À, chiếc nhẫn, sợi dây chuyền. À, em nhớ hai món này rồi. Nhớ sao? Kể lại cho anh nghe coi. Ngày đầu tiên á, em vừa mới bước vào nơi đây đã bị anh la hét, làm cho em kinh hồn quán khiếp hả. Em vội vàng nếp ở nơi đây, anh vòng tay bái phục biệt tài. Em có tài gì mà anh bái phục em? Có biệt tài là nhớ thật là dài. Kỷ niệm đầu tiên làm sao em quên được, cầm hai món đồ này anh đã ném vào em nè. Mai là em có đi học nghề, không thì u đầu dở trắng hoặc xích môi. Chuyện ấy đã qua lâu lắm rồi, em nhắc lại để làm vui. Ờ, vui thì anh chịu. Ừ, Đoan ơi. Dạ. Lại đây anh nói cho nghe nè. Nói đi em nghe nè. Lại sát bên anh nè. Em đến rồi nè. Đoan nè, tay em đâu? Ờ, làm như từ đó đến giờ chưa nắm tay em vậy á. Nhưng lần này lại khác. Đưa tay đây mà. Ừ, tay trái á nha. Đây nè. À, nhẫn của anh sao đeo cho em? Đoan, anh mong em đừng từ chối. Hai kỷ vật này trước kia anh đã quăng bỏ nó, chính em đã nhặt và trao lại cho anh. Nay anh muốn em giữ nó như giữ trọn cả cuộc đời anh vậy. Anh Dũng. Đoan. Hỡi anh yêu, xin anh đừng buồn. Có đôi khi em hay giận hờn. Để cho anh quên đi ngày dài với bao đêm suy tư miệt mài. Bắt môi đây xin anh đừng chờ. Chiếc hôn kia mong anh từng giờ. Ngón tay kia xin chớ hững hờ. Dắt anh đi vào trong đợi chờ. Ấy chết,
Chuyện gì vậy anh? Mẹ bảo em xuống gặp mẹ mà anh quên. Vậy em xuống liền đi, kẻo mẹ giận đó. Dạ, em đi nha. Phải chi con Mỹ Quê nó chịu gặp gỡ thằng Trường Dũng lúc này thì khỏi phải bận tâm gì hết. Dạ, dạ thưa bà gọi cháu. À, Châu Đoan đó hả? Ngồi đi cháu. Dạ thưa bà cần dạy cháu việc chi? Có việc chi đâu. Bà muốn hỏi cháu vậy chứ, có nhớ hôm nay là ngày gì không vậy mà? Dạ thưa bà, ngày táo mộ mẹ cháu. Rồi cháu có chuẩn bị gì chưa? Dạ thưa bà. Kìa Châu Đoan, sao cháu lại buồn? Nè, bà có sai con Sen á, nó chuẩn bị hết rồi. Dạ, cháu cảm đội ơn bà. Châu Đoan à. Dạ. Cháu hãy dẫn Trường Dũng đi chơi cho nó vui. Lâu rồi thằng Trường Dũng nó cũng ít có ra ngoài. Cháu chuẩn bị đi, bà có dặn tài xế chờ sẵn ở ngoài nhà xe rồi. Dạ thưa bà, cháu không biết đến bao giờ cháu mới đền ơn này được. Nè, từ lâu rồi bà xem cháu như người trong nhà này. Miễn là cháu đừng có làm cái gì phật ý của bà là cháu đã trả ơn cho bà rồi đó. Dạ, có việc chi bà cứ dạy. Nè, nếu Trường Dũng có ra điều kiện gì cháu cứ nghe theo, mọi thắc mắc thì bà đây giải bày để cho nó được yên tâm chữa trị đôi mắt. Cháu xin vâng lời bà. Đúng là cháu ngoan của bà. Thôi được rồi, sửa soạn đi sớm đi cho nó đỡ nắng. Dạ, cháu cảm ơn bà. Dạ chào bà. Châu Đoan ơi. Châu Đoan à. Châu Đoan ơi, em ở đâu vậy Châu Đoan? Dạ em đây. Em nè, anh cần gì mà tìm em đó? Ngày mai là mở băng mắt rồi, bác sĩ dặn anh nó không nên đi lại nhiều, lỡ té thì nguy lắm đó. Anh biết rồi, nhưng vì suốt buổi nay không nghe tiếng của em, anh nhớ em quá à. Anh Dũng, em đang làm gì đó? Em đang rình coi cái bông chừng nào nó nở. Trời ơi thích quá ha, mà bông gì vậy em? Bông lẽ bạn. Cây lẽ bạn đâu có bông em. Có chứ. Đâu? Bông nó ra sao đâu? Còn đâu nữa mà anh tìm. Ủa sao vậy em? Tại vì em đợi lâu quá, nó chẳng chịu trổ bông nên bực tức nhổ quăng đi. Trời ơi, thiệt là uổng biết bao nhiêu. Sao em không chờ đợi, biết đâu đang trổ nụ. Em đã mong chờ mà nó vẫn ơ thờ. Châu Đoan à, Châu Đoan, có phải em buồn đó không? Nè, anh làm cho em buồn hả? Hay là em buồn vì cái lẽ bạn không có trổ bông? Bạn làm gì có bông mà trổ. Dũng ơi không hiểu sao em lại buồn thảm dù giờ. Mấy năm nay em đã mong chờ cho anh nhìn lại ánh trăng mơ, mà đã từ lâu anh đợi em chờ. Sương thầm mịt mờ bay vào cõi xa xăm, là anh giá từ ánh sáng bao năm. Không biết sương khuya còn chiếu giọt trên cành, hay theo nắng hồng mà tan đi. Những cánh hoa xinh còn đang phong nhuệ, hay xa đài rơi rụng từ lâu. Dũng ơi mặt anh
luyện trao nhau. Châu Đoan ơi, mùa xuân đã bỏ anh ra đi, từ đổ nào mà anh không còn nhớ nữa. Nên đôi én trao duyên cũng đã lượn bay theo vào tận cõi xa. Thỏ thẻ với trăng khuya, mà vầng trăng kia thì có khi khuyết khi tròn, vì ải đã xé một nửa cho không gian vô tận. Anh sợ rồi đây đêm đen sẽ khóc hận, khi ánh trăng buồn vẫn hờn không soi lối. Làm đẹp cho lúc đêm về, khi dòng sông phẳng lặng ôm bờ tre say ngủ. Nhưng khi dòng sông giật mình trở dâng, thì sẽ cuốn cả bờ tre trôi vào vô tận xa xăm. Để lại mảnh trăng âm thầm vỡ tan từng mảnh vụn, thương tiếc cho bờ tre ngồi xóa tóc đời mong. Rồi đây anh hồng sẽ lên rực rỡ, muôn hoa vàng rền reo đồn ban mai. Thì còn ai, ai nhìn lại lũy tre tàn lụng, bên khóm hải đường dĩ dạ phong lan. Rồi đến khi nắng hạ chói chang, sẽ át đi màn đêm. Nhường lại cho bình minh nở nụ cười hồng. Dũng à, Dũng. Dạ, dạ thưa mẹ, dạ con đây. Con ở đây mà mẹ đi tìm khắp nơi hả? Có chuyện gì không vậy mẹ? Ngày mai là ngày mở băng mắt rồi, con cần phải tịnh dưỡng. Còn Châu Đoan, con có chuẩn bị cho Dũng chưa? Dạ thưa bà, cháu đã lo xong tất cả hết rồi bà. Vậy thì tốt lắm. Thôi cháu đưa Trường Dũng lên phòng cho nó nghỉ, rồi gặp bà. Nè, nhớ mua một ít đồ cho Trường Dũng nó nhập viện đó. Dạ. Mẹ, con muốn gặp anh Dũng lúc này được không vậy mẹ? Mẹ muốn để Trường Dũng nó thảnh thơi nghỉ trọn đêm nay. Nó cần phải giữ gìn sức khỏe để ngày mai mở băng mắt. Vậy con hãy yên lòng, mẹ sắp đặt rồi, con nên đón đợi tin vui. Mẹ ơi, sao con nôn nóng bồi hồi, xin mẹ cho con và anh Dũng giáp mặt, để khi sáng mắt khỏi phải ngỡ ngàng, vì duyên nợ trước kia đã lỡ làng. Con đã hối lỗi nhưng không biết ý Dũng ra sao. Con an lòng đi, Trường Dũng phải nghe lời của mẹ, nhưng con cũng không có nên gặp nó trong lúc này. Chẳng qua là sự việc nó như vậy nè. À kìa, sẵn có Châu Đoan, để mẹ giới thiệu cho biết với nhau luôn á. Châu Đoan à, đây là Mỹ quê hôn thê của thằng Dũng. Còn Châu Đoan lỡ đỡ cho nhà mình, hèn chi mới nhìn con đã nhận ra ngay à. Không biết sao có người mê mệt đêm ngày, năm nay mà còn mặc áo bà ba, ôi quê một cục, ít ra thì cũng phải như vậy nè. Với cô thì làm sao tôi dám so bì, danh giá sang giàu hết mực thủy chung. Châu Đoan, tại sao cô dám trả treo như vậy? Có tôi đây mà cô cũng không có nể mặt nữa à? Được rồi, sẵn đây tôi cho cô biết luôn thể, công việc của cô bây giờ kể như là xong. Ai chuẩn bị hành trang rời khỏi nơi này? Tôi đã đoán ngày này, nhưng không ngờ lại là hôm nay. Cô phải ra đi sớm hơn một ngày trước.
mở bằng mắt cho con tôi. Ba, cô đã thấy rồi đó, Mỹ Quê sẽ thành hôn với Trường Dũng sau khi nó sáng mắt. Môn đăng hộ đối như vậy thì mới xứng lứa vừa đôi chứ. Còn cô hãy nhìn kỹ lại cô đi, và cô đừng có hy vọng gì nữa. Cô đi ngay đi là vừa. Ba, bà ơi, cháu đã biết thân phận cháu từ lâu, và cũng không mong ước gì đĩa được đeo chân hà. Cháu đã nguyện làm cánh chim phiêu bạc khạn, cổ tắc hơi gọi bạn chung tình. Cháu đã hiểu rõ thân phận của mình, chỉ gian xin bà một lần sau cuối, rồi cháu sẽ âm thầm từ ta xa đi. Cháu muốn nhìn trọn vẹn đôi mi của Trường Dũng reo vui với lá hoa tươi thơm, rồi nhìn hoàng hôn chậm chậm kéo theo bước chân ai trên muôn dặm đường dài. Mỹ Quê con, lời cầu xin của Châu Đoan con thấy thế nào? Mẹ à, mẹ đừng lo, con không có ghen hờn gì đâu. Chẳng lẽ con như vậy mà đi ganh tị với con nhỏ ở đợ à? Mẹ cứ chấp nhận lời gian xin của cô ấy đi. Con tin chắc khi sáng mắt anh Dũng nhìn thấy sự thật sẽ còn chán chường hơn nữa. Phải, Mỹ Quê ơi, tôi cảm ơn cô có lời nhắc nhở những gì sự thật sắp xảy ra. Ở trên đời người ta chỉ ướp xả sông hương, chứ ai dạy gì đi ngửi mùi củi quê. Xá chi một tấm thân tồi tệ đã bị sương pha nắng tắt bao ngày, chỉ còn một niềm mơ ước nhỏ nhoi. Cuối xin bà thương cháu vui lòng chấp nhận, rồi cháu sẽ tiếp nối quãng đời lận đận trên bước đường sương gió vàng lao. Mỹ Quê, con nói đúng, thà là cho Trường Dũng nó chứng kiến sự thật để sau này khỏi phải mơ mộng. Hơn nữa con cũng không muốn chiếm đoạt một thể xác không hồn. Đúng là trẻ khôn qua già lú lại mà. Mây che trên đầu và nắng trên vai, đôi chân ta đi sống còn ở lại, con tim yêu thương vô tình chợt gọi, lại thấy trong ta hình bóng con người. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt. Trên hai vai ta đôi vầng bốn trăm năm một cõi đi về, lời nào của
của cây, lời nào có là một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ ngày qua. Vừa tan mùa xuân rồi tan mùa hạ, một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa. Mây che trên đầu và nắng trên vai, đôi chân ta đi sống còn ở lại, con tim yêu thương vô tình chợt gọi, lại thấy trong ta hình bóng con người, con tim yêu thương vô tình chợt gọi, lại thấy trong ta hình bóng con. Châu Đoan, cô nào là Lê Thị Châu Đoan? Dạ thưa bác sĩ, tôi đây. Bệnh nhân muốn gặp mặt cô trước khi mở băng mắt. Dạ thưa bác sĩ, tôi không vào được đâu. Hả? Đâu có ai cấm cô đâu. Dạ thưa bác sĩ. Cô là dì của bệnh nhân. Dạ tôi là người săn sóc cho anh ấy. Theo lời bệnh nhân, Trường Dũng yêu cầu chúng tôi là phải cho gặp mặt cô, cho nên tôi phải đích thân ra đây tìm cô. Mong cô đừng phí thời gian mà hãy vào ngay, vì đây là giờ phút quan trọng vô cùng. Tất cả chúng tôi và cả Trường Dũng đang mong chờ cô từng phút từng giây. Tôi chỉ được phép đứng ở nơi đây, khi Dũng sáng mắt rồi thì tôi phải ra đi. Cô nói gì mà tôi không hiểu rõ việc chi? Mẹ anh ấy không cho tôi bước vào. Hả? Lại có chuyện lạ lùng đến thế hay sao? Dạ thưa bác sĩ, đó là sự thật. Cô cứ vào đi, tôi sẽ lý giải với bà ấy sau. Hiện nay chúng tôi không có thời gian chờ đợi, mời cô. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Trường Dũng, theo sự yêu cầu của anh, tôi đã mời cô Châu Đoan vào đây rồi đó. Anh Dũng. Đó, con thấy chưa? Con thấy mẹ chiều ý của con chưa? Châu Đoan à. Dạ. Đáng lý ra em phải vào đây một lượt với mẹ mới phải chứ. Dạ. Phải rồi. Đúng là Châu Đoan nó đi một lượt với mẹ, vì mẹ bỏ quên một ít đồ cần dùng, cho nên mẹ mới sai Châu Đoan trở lại lấy giùm mẹ đó mà. Dạ phải đó anh Dũng. Dũng à, bây giờ thì anh còn yêu cầu gì nữa không? Dạ thưa bác sĩ, đủ rồi à. Vậy thì mời tất cả ra phòng chờ đợi để chúng tôi tiến hành mở băng mắt. Khoan đã, Châu Đoan à. Dạ. Người đầu tiên anh nhìn thấy phải là em đó nha. Dạ, em sẽ chờ anh. Châu Đoan, trễ giờ của bác sĩ rồi. À, Dũng à. Dạ. Mẹ đi ra ngoài nghe con. Dạ. Bây giờ thì cô không còn lý do gì để ở lại đây nữa. Cô hãy đi ngay đi. Đi đi. Rồi xuống trăm năm một cõi đi về, Hãy
bác sĩ. Trường Dũng, tôi xin chúc mừng anh. Bác sĩ ơi, tôi thấy rồi. Tôi xin cảm tạ ơn bác sĩ. Không có gì, đó là bổn phận của người thầy thuốc mà. Bác sĩ ơi, mọi người thân của tôi đâu? Châu Đoan đâu? Châu Đoan đâu? Được rồi, anh theo tôi ra gặp tất cả mọi người nơi phòng chờ đợi. Đi anh. Dũng, Dũng con. Mẹ, mẹ ơi, mắt con sáng lại rồi nè mẹ. Dũng, Dũng ơi, Dũng ơi, mẹ mừng quá con ơi. Anh Dũng. Mỹ Huê, cô cũng có mặt ở đây nè. Mỹ Huê đó con. Nó nghe tin con mở băng mắt cho nên nó theo mẹ đến thăm con đó. Để làm chi hả mẹ? Anh Dũng, anh hãy tha lỗi cho em. Giữa tôi và cô có còn gì với nhau đâu mà lỗi với phải. Mẹ à, mẹ, Châu Đoan đâu? Châu Đoan đâu rồi mẹ? Châu Đoan nó đi về nhà trước để phụ lo tiệc tùng mừng con rồi. Vậy à, để con về ngay nghe mẹ. Anh Dũng, anh hãy ở lại đây, em muốn nói. Cô muốn nói gì với tôi? Thời gian của tôi bây giờ vô cùng quý giá. Xin anh tha thứ lỗi lầm cho em nói lại mối duyên ngày trước. Cô nói cái gì? Cô nói thật khó nghe. Chỉ có người mặt trai mài đá không biết hổ thẹn là gì nên mới thốt được những lời nói đó. Anh Dũng à, chỉ vì em quá yêu anh nên em mới chịu quỳ lụy hạ mình. Cảm ơn, cảm ơn cô. Cách nay cũng một năm rồi cô cũng hạ mình xin được tự hôn, rồi bây giờ hạ mình xin được kết hôn. Vì em trót gửi trọn tâm hồn, chuyện qua rồi đâu phải do em. Phải đó con à, chuyện qua rồi con để bụng làm gì nữa. Rất tiếc là đôi mắt của con không còn mù nữa thưa mẹ. Anh Dũng, Dũng ơi, suốt mấy năm qua em cùng anh thầm đau khổ. Thốt tiếng tự hôn mà nghe lệ đổ tuôn dòng. Xin anh nghĩ lại mà thương chút phần má hồng. Hãy thứ tha cho một lần lầm lỗi, em sẽ nguyện trọn đời yêu mãi anh thôi. Sóng gió bão bụng nên bèo và qua trôi, nay dòng sông vặn lặng xin cho thuyền về bến cũ. Bỏ nỗi nhớ mong bao ngày u rũ, lòng bóng trăng khuya ấp ủ đợi chờ. Tình yêu ngày nào xem như nước trôi qua cầu. Em vẫn yêu anh tha thiết, từ đây không hề nhạt màu tim lòng rạc rào. Đừng nên đợi chờ đôi tim cách ngăn đôi bờ. Dẫu có xa xăm em vẫn chờ anh, chờ anh muôn đời xin đừng hững hờ. Lời giả dối điều hoa tốt ra chi nữa, mật ngọt bờ môi phai nhạt từ lâu rồi. Ánh trăng thề còn kia, xin ai đó đừng để thuyền rời xa bến cũ. Dường lòng em vẫn còn ấp ủ, sao qua tình không kết nụ đơm bông. Đó, con có nghe không? Lời của Mỹ Huê mẹ còn động lòng, chẳng lẽ con... Vì mẹ đâu có nghe được lời của cô ta cách đây mấy năm gì trước. Anh Dũng, một thời chúng mình yêu nhau tha thiết, không còn sót lại trong lòng anh một chút gì sao chứ? Còn chứ, còn sót lại nhiều lắm chứ Mỹ Huê. Anh Dũng, đó là những gì xấu xa đê tiện nhất,
chào cô. Dũng, con đứng lại đó, nghe mẹ nói đã. Thưa mẹ, con đang nóng lòng gặp mặt Châu Đoan. Anh Dũng, trời ơi, nhục nhã, thật là nhục nhã. Mỹ Quê, Mỹ Quê. Dũng, Mỹ Quê nó đã hạ mình như vậy thì con còn muốn cái gì nữa chứ? Giữa Châu Đoan và Mỹ Quê, bên nào xứng đáng chứ? Mẹ phải thấy và hiểu biết hơn con nhiều chứ. Phải, vì thấy và biết cho nên mẹ mới không chấp nhận Châu Đoan. Tại sao? Tại vì danh giá nhà ta không thể có một cô dâu hèn hạ. Mẹ, Dũng, mẹ không nhượng bước của con nữa. Con phải theo mẹ đến xin lỗi hỏi cưới Mỹ Quê. Không, mẹ ơi, con phải về gặp Châu Đoan mới được. Châu Đoan có còn ở đây đâu nữa mà gặp chứ. Mẹ, mẹ đã làm gì cô ấy? Mẹ đã đuổi cổ nó đi rồi. Hả? Từ bao giờ hả mẹ? Từ lúc băng mắt của con vừa được mở. Mẹ,